quay trở lại với siêu tài năng nhí. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón siêu tài năng nhí Nguyễn Hoàng Minh Nhân. Minh Nhân thì đến với cơ sở thì cũng giống như những em khác. Mình có 81 em, nhưng mà đến phải 70 mấy em là khuyết tật rồi. Đa phần là các em khuyết tật về trí não. Khi mà Minh Nhân đến đây khoảng 4 tháng rưỡi tuổi thì không thấy, không nghe. Thầy cũng như là dì cố gắng là giúp cho Minh Nhân có thể nhìn thấy được một chút xíu. Lần đầu tiên mà khi mở mắt á, thì bật cái điện thoại lên thì bé nhìn thấy cái ánh sáng một chút xíu, là bé cười rất là hạnh phúc. Khi mà đi trên những cái cầu thang máy sẽ có những cái âm thanh khác nhau thì bé đều đọc thành nốt nhạc. Có lời về nhà gì thử chỉ cho bé đào một chút xíu những cái cơ bản thì em nó nhớ rất là nhanh và em nó cảm nhận âm nhạc rất là tốt. Bé có được như ngày hôm nay là cái nỗ lực của bé và cái nỗ lực của thầy cô cũng như nỗ lực của các em ở đây. Cảm ơn các em đã cho bé có một cơ hội tham gia đóng góp cái khả năng của mình vào với xã hội. Và ngày hôm nay đến với siêu tài năng nhí, bé sẽ thể hiện tài năng của mình thiên về âm nhạc. Chào Nhân con ơi. Con chào mọi người nha Minh Nhân. Nhân chào mọi người. Chào con. Mọi người có thể thấy thì bé hiện chỉ có một bên mắt là có thể thấy được rất mờ thôi. Và một bên tai của bé cũng chỉ có thể nghe được khoảng 30%. Cho nên khi giao tiếp với bé mình phải nói gần với bé bên cạnh tai thì bé mới có thể nghe được. Chú là chú Trấn Thành nè. Chú chào con. Con chào chú. Cô là cô Hariwan nè. Cô chào con. Con chào cô. Còn chú là chú Trúc Nhân. Chú chào con. Con chào chú. Thôi mình lên đi cháu đi nè. Giờ mời ba vị ban khảo lại gần bé để bé có thể dễ nhìn hơn nhé. Nhân ơi, hôm nay con đi thi, tâm trạng của con như thế nào? Có hồi hộp không? Dạ không. Mình biết chơi đàn piano lâu chưa? Dạ rồi. À, ai chỉ con chơi vậy? Con tự học. Tự học? Con hay đánh bài gì? You Raise Me Up. You Raise Me Up. You Raise Me Up. Bây giờ thì con có thể biểu diễn cho mọi người xem được không con? Dạ được. Thử nha, mình thử. Con nha. Thử đi. Mình đi thi là có ai đi theo con không? Dạ có. Cho chú Thành hỏi là ai vậy? Dạ có sư cô với lại thầy Bảy Mi, chị Nhi. Sơ thầy và chị Nhi. Chắc mời những người bạn của bé lên ha. Vâng ạ, và chị Nhi của bé cũng sẽ là người hỗ trợ cho bé. À, chị tới rồi. Chào tất cả các cô chú và các vị khán giả. Chú đây, chú tên là chú Trấn Thành. Con biết chú không vậy? Con có nghe TV không? Dạ có. Con có biết chú không? Dạ. Ừ, chắc không coi hài. Thường cháu nghe nhạc. Con thường con nghe nhạc gì vậy? Dạ thường là con nghe nhạc trữ tình. Nhạc trữ tình. Con có nghe bài Thật Bất Ngờ không? Dạ có nhưng con không có thuộc.
con có nghe bài Anh Cứ Đi Đi? Dạ có. Cánh Hồng Phai? Dạ không. Anh cố gắng quá. Bây giờ thì em biết là Nhi có thể biểu diễn dành tặng cho khán giả được không con? Dạ được. Gặp gỡ một người đã bên cạnh bé rất là nhiều, đã hướng dẫn và chăm sóc bé từ nhỏ tới bây giờ là xin mời ạ. Xin mời chị Hương. Dạ chào chị. Dạ chào em. Là chị Thu là sơ ở nhà dòng Tây Phan. À, là người đã nuôi nấng và dạy dỗ bé. Mà chị bắt gặp bé ở đâu? Người ta bỏ đó em, bỏ đến cơ sở. Trong cái quá trình mà chị nuôi bé thì có cái gì khó khăn gì? Dạ có khó khăn chứ. Em có hình dung là chị đưa em bé này qua bên Singapore 23 lần. Chị đưa bạn qua Singapore là để điều trị hay là để dự thi? Đem bé mổ mắt từ lúc 4 tháng rưỡi. Dạ vâng. Mà chị ơi, cho em hỏi là cơ duyên nào để cho hai em có thể liên quan tới chơi đàn piano ạ? Chị dạy các em cái nốt nhạc cơ bản, rồi các em nó tự biết nốt nhạc cơ bản rồi, tự các em nó nghe đánh lại. Thế thì bé Nhân này, cái harmonica đó, khi bé thổi là thổi melody, thì chị mới nói là con mà đem cái melody qua hải quan đó, nó lớn quá là khó lắm, cho nên con đem cái harmonica đi đi. Cái là chị chỉ cho bé từ nốt đồ đến đồ. Bé học 2 ngày là bé có thể thổi bất cứ bài nào. Dạ. Bất cứ bài nào có cái giai điệu thì bé biết là bé sẽ thổi đây được. Hay quá. Sẽ có rất là nhiều khán giả họ xem thì họ thấy là cái điều thì cũng khá là đơn giản. Nhưng mà điều đó sẽ đơn giản với những bé mà được đi học từ nhỏ, được đi đào tạo, được xem nốt nhạc, được nhìn mình thấy. Mình thấy được, mình nghe được, được hết. Được nghe rất là rõ. Còn với bé này, với cái điều kiện thị lực và thính lực như thế mà bé có thể tự học được, cảm âm được, nó cũng là một cái điều phải nói rằng là ông trời cũng cho lại một cái món quà gì đó để đền bù lại cho bé một cái khả năng. Qua cái cách giáo dục của chị thì em thấy là bé rất là đáng yêu, rất là ngoan ngoãn. Tại vì chị biết là những cái bạn nhỏ như thế này á, cái thế giới nó gói gọn lắm. Thế giới nó không quá nhiều màu sắc, không có quá nhiều âm thanh, và nó không có quá nhiều trải nghiệm. Và em
khâm phục chị. Chị là một người rất nhẫn nại và có lòng từ bi, và cháu cũng là một người quá là cố gắng và quá nghị lực trong cuộc sống của mình. Em hy vọng là chị có đủ niềm tin và bé nó cũng đủ may mắn và thời gian để biết đâu sau này lớn lên nó vẫn có thể có được thính lực và thị lực tốt, để có dịp, có cơ hội để nó được xem lại chương trình này và nhớ về nó ngày xưa. Nhân ơi, bây giờ cô muốn hỏi con nhỉ, con thích ăn món gì nhất nhỉ? Hủ tiếu. Hủ tiếu à? Giấc mơ con Bình gì vậy à? Ở đây có một đại lý hủ tiếu. Con thích đồ chơi gì nhất? Con thích xe buýt và máy bay. Xe buýt và máy bay? Ủa, tại sao lại là xe buýt và máy bay? Tại nhà con đông quá, chở được nhiều người. Trời, thấy thương không? Bé Nhân và bé Nhi đến đây chắc chắn là sẽ có quà từ chương trình rồi, để thể hiện quá xuất sắc. Bé xin mời quà của Siêu Tân An Nhí dành cho các bé ạ. Vâng, còn đây là phần quà là 2 triệu đồng tiền mặt, chắc là sẽ gửi cho cô ạ. Hôm nay là rất là cảm ơn Nhân với lại bé Nhi và chị đã đến đây với chương trình. Coi như là vô tình hôm nay là cái câu chuyện của hai bạn rất là dễ thương. Nó là một cái tài năng như một món quà trong cái riêng khả năng của hai bé, thật sự là như thế. Vợ chồng em tặng cho hai bạn 5 triệu đồng để coi như là tiền quà bánh cho hai cháu nó thôi. Xin cảm ơn phần quà nhỏ nhỏ của giám khảo Trấn Thành và chị Harry Won. Và ngày hôm nay thì cảm ơn bé Nhi và bé Nhân và cô rất là nhiều đã đến đây với Siêu Tài Năng Nhí. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ với lại một ít phút.